Đây là buổi phỏng vấn về AutoCAD Therapy tại Icare Optometry ở Fountain Valley với bác sĩ James Trương. Chào chú có thể giới thiệu sơ qua về bản thân của chú và bé làm AutoCAD được không ạ? Tôi là ba của bé Khanh Đoàn. Dạ. Lý do có nhiều người nói là đeo AutoCAD cũng sẽ lên độ, nhưng mà bé nhà đây đeo AutoCAD nó không có lên độ, thì qua bao nhiêu lần tới khám thì nó vẫn giữ được cái độ bình thường. Dạ. Chú tên là gì chú ha? Tôi tên Quý Đoàn. Dạ. Bé Khanh thì làm, bé Khanh đang bao nhiêu tuổi rồi chú? Bé năm nay 12 tuổi. Dạ. Thì trước khi làm AutoCAD thì gia đình mình có lo lắng gì không ạ? Trước đây thì đeo thì mọi người họ nói là sẽ lên độ đó, đeo vẫn lên độ không thay đổi, nhưng mà như bé đeo thì 6 tháng quay lại cứ tái khám thì vẫn giữ được độ rất là tốt. Đọc bác sĩ nói là 20 trên 20 hết. Dạ, thì bây giờ gia đình mình còn lo lắng gì nữa không ạ? Hy vọng nó lớn lên tới vô cô lẹt rồi thì lúc đó đeo kiếng bỏ thì khai cũng được. Dạ. Rồi chú có biết cái độ của bé trước khi bé làm cái AutoCAD không ạ? Chứ đọc qua nghe mấy cô khám qua thì nói độ bên phải thì 2 độ bên cận, còn bên trái thì 2,5 độ cận. Dạ. Rồi bé đã đeo AutoCAD được bao lâu rồi chú? Mình là khoảng 6 tháng rồi đó. Dạ, thì bé có gặp những khó khăn gì trong đêm đầu tiên không ạ? Có hỏi nó đeo thấy gì thì nó nói thấy bị quá là sáng, có lòa gì. Dạ. Nhưng mà sau đó thì sau bé đó, thì bữa đó, sau đi tới khám bác sĩ nói là thêm 1 ngày nữa thì nó sẽ ok, ok thiệt. Dạ, rồi bé có cần kiếng sau ngày đầu tiên không ạ? Sau đêm đầu tiên không? Hầu như là nó không cần, nó thấy nó gọi là nó bị lòa quá đó. Dạ. Thì nó tự nó chỉnh sửa lại thôi, không cần phải đeo kiếng lại. Dạ, thì bây giờ bé đã thấy được dòng nào trên bảng chữ rồi ạ? Là hôm nay bác sĩ nói là bé đã thấy được 20-20 chưa? Bác sĩ hôm nay tái khám, bác sĩ nói 20-20 đọc rất tốt. Dạ. Hi Khan, can you tell me some benefit of wearing AutoCAD in your daily activities? In my daily activities, it helps me with sports and my education. And which sport do you play? Volleyball. And can you explain more, how does it help? It lets me see clearer of where the ball landed. That's good. Sao chú biết văn phòng của tụi con làm về AutoCAD? Trên cái nhiều cái truyền thông TV rồi. Dạ. Có trên đó. Dạ. Rồi chú có định giới thiệu chương trình này cho những người khác không ạ? Có, nhưng mà kiếm người chưa ra. Dạ. Thì trước khi con kết thúc thì chú có muốn nói điều gì với bác sĩ James Trương không? Cảm ơn bác sĩ James Trương. Với văn phòng rất là nhân viên rất là thân mật, với bác sĩ cũng rất là thân mật với khách hàng, bệnh nhân, kể cả cha mẹ của bệnh nhân. Thank you. Dạ, cảm ơn chú. Thank you, Khan.